dạ yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha trời ơi thì uh, trong cái video ngày hôm nay thì uh, bên phía anh hai của uh, hồng loan cũng đã lên tiếng về cái uh, vấn đề cái câu chuyện mà của hồng loan của chú anh chị bằng một cái xì uh, tết thì mình thấy nó cũng có một phần nào đó khịa chị loan à, nói là khi mà về miền tây khán giả ở đây hâm mộ nhiều quá trời ơi thì tôi không biết là cái câu này nó có uh, mục đích gì nhưng mà tôi thấy rõ ràng là anh muốn là à, đang khiêu khích nói rằng là sau khi mà gọi là muốn à, à, bị gọi là du quan cái vụ mà tấn công à, đứng phía sau tấn công chị lon đó thì khán giả vẫn còn ủng hộ anh tài anh này nha cô chú chị nhưng mà tôi thấy trong bức ảnh đó thì tôi thấy là toàn là mấy em nhí không à đó đi hát chắc lưu tô hỗ trợ gì đâu á chứ ai đâu mà thật sự mà ủng hộ anh nữa khi mà anh là một người anh một người anh lớn anh từng thề thốt là sẽ bảo vệ cho em đó bây giờ cô chú anh chị thấy đây những cái người thề thốt bây giờ tôi thấy nó là, là, là toàn là thối nát không cô chú anh chị từ mi từ thằng đạo diễn hết thời thề thốt trước bàn thờ mi lên mộ cũng thề thốt đó mấy thằng thề thốt giờ mấy thằng xạo mấy thằng ba xạo tôi chưa thề thốt là tôi sẽ bảo vệ uh, gọi là chị lon đến cùng hay là bảo vệ như thế nào tôi chưa thề thốt nhưng mà đến ngày hôm nay tôi vẫn còn ngồi đây để gọi là bảo vệ cho chị lon thì cô chú anh chị hiểu rồi đó đôi lúc những lời nói của mình là không phải cần phải thề thốt đâu đó nhưng mà anh hai mình là anh hai một cái người anh à, ngày hôm qua thì à, má tư quốc thanh cũng đã lên tiếng về vấn đề này rồi đó nên là cô chú anh chị thấy những cái việc mà anh hai làm thật khó mà chấp nhận được khi mà đứng sau những cái câu chuyện tôi nói là thật sự là một người anh phải nói là à, thối nát một người anh không có à, một cái chút lương tâm nào đó chỉ muốn lợi dụng vào hồng loan thôi tôi nói thiệt những cái người nghệ sĩ đó họ muốn lợi dụng vào hồng loan thôi của chúng chị họ lợi dụng vào chị loan bởi vì cộng đồng mạng yêu thương chị loan đó khi mà họ lên tiếng binh vực chị loan thì chắc chắn những người khác những người mà nhảy vào để bảo vệ cho chị loan thì chắc chắn sẽ được khán giả yêu thương và đón nhận những cái sản phẩm những cái nơi mà họ diễn đi qua thì chắc chắn là những cái khán giả này sẽ đến để ủng hộ đó xem họ như là một thần tượng xem họ như là một người tốt đó nhưng mà cuối cùng thì thôi tôi nói nó thối nát nó thối nát từ phía bên trong lẫn của chú chị bữa nay sức khỏe của mình nó không được tốt nha cái giọng mình nó, nó nó hơi lạ nha mọi người thì mới đây có một bài viết này tôi khá thấy khá là hay viết về nói về người anh hai à, của hồng loan này của chú chị à, mình sẽ chia sẻ nha vốn em chẳng bao giờ có thì cần gì khóc khi mất người ta nói người trong cuộc u mê người ngoài thì sáng suốt Thật ra người anh đó có tình cảm với em hay không, em nên là người biết rõ nhất. Hãy nghiêm túc lại, lúc ba em còn sống và trong suốt hơn 30 năm khi em hiểu chuyện, hai người gặp mặt được bao nhiêu lần, nói chuyện được bao nhiêu câu, ăn cơm gia đình được bao nhiêu bữa, rồi hãy nghĩ đến chuyện người ta có xem em là em gái thật hay không. Hãy chỉ lợi dụng em khi em là một hiện tượng mạng chỉ cần người từng trải thì đều hiểu những lời nói yêu thương bảo vệ em gái chỉ là muốn để quảng cáo bia cho bản thân mà họ mà thôi bởi không có người anh trai nào thương em gái đến vậy mà không mình khó khăn lại không biết cả mà em mình khó khăn á, lại không biết nha cô chú anh chị đưa em lên nghĩa trang người ta cũng có quyền lợi dụng riêng Đưa em đi du lịch người ta cũng có quyền lợi Quay MV, phim trường đều có lợi hết Ngoài việc anh ta nói là có thiệt Còn hành động thì chỉ có duy nhất một lần Đó là nói xấu ni Em nhân vật khi tụi em quay MV mà không chịu thông qua sự đồng ý của anh ấy Cha em, người anh ta mượn danh tiếng để vững bước trong showbiz. Những ngày cuối đời anh ta thăm được bao nhiêu lần? Có phụ được tiền những lúc khó khăn hay không? Hãy suy nghĩ, em yêu thương có được bao nhiêu người thương em? Bao nhiêu người nói em là con vô ơn khi em không thỏa mãn được cho họ. Tất cả đều gì là ít cả mà thôi. Yêu thương chỉ là cái vỏ bọc. Vốn từ đầu em chẳng có anh hai, anh ba gì cả và cũng chẳng có quyền Quynh nào thế phụ đâu họ diễn cho cộng đồng mạng xem thôi khi em có lợi họ diễn khi em không còn giá trị họ xả vai nước mắt ti miễn phí nhưng nó rơi đúng người à, thì đây là một bài viết nói về cái uh, giá trị của chị lon khi mà bị anh hai lợi dụng thì gõ ràng khi mà anh hai này đưa chị lon lên à, nghĩa trang thì cũng đã có cái quyền lợi rồi đó anh đã muốn lên tiếng để bảo vệ một người đó cho thấy là anh là một người tốt đó một người anh có trách nhiệm đó và đưa em đi du lịch hay là quay mv ở cái phim trường của anh này thì đều có lợi của anh này cả hàng hàng trăm youtube đến gọi là quay cập nhật à, cái phim trường quay toàn là miễn phí cho anh ấy đúng không đâu có ai nhận một đồng bạc cách xe nào đâu hay là một đồng bạc với phim nào đâu đều gọi là miễn phí cho anh ấy cả nhưng mà anh ấy à, chưa thỏa mãn được đó những cái điều mà chị Loan đã mang lại cho anh này Mình nói thật sự luôn Nếu mà không có ba của chị Loan Thì liệu anh hai này có tồn tại được tính ngày hôm nay hay không Và anh hai này có được cái danh tiếng giống như ngày hôm nay hay không từ, chút, từ lúc chú Vũ Linh còn sống Đó thì anh này được chú dạy hát Đó dẫn đi theo để hát những tụ điểm Thì đã mang ơn chú rồi đúng không Từ lúc chú cuộc sống và khi chú mất thì một lần nữa anh này lên tiếng bảo vệ Hồng Loan thì cái điều đó đương nhiên rồi của chú chị. Nếu mình là một người anh đó mình sẽ bảo vệ cho một người em mình thì phải rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều người nói lại nói Hồng Loan vô ơn khi mà anh hai đã mang Hồng Loan là đã giúp đỡ cho Hồng Loan đến ngày hôm nay. Thì tôi thật sự tôi chưa biết được ai vô ơn được của chú chị. Đó, thật sự là nếu mà nói vô ơn thì ở đây thì không có dùng cho chị Loan được. Đó, bởi vì chị Loan đâu có làm gì sai đối với cái anh người anh hai này đâu mà vô ơn chính người anh hai này đã cho những kẻ xấu đứng phía sau tấn công chị loan hàng ngày hàng giờ đó chơi cái trò ném đá giấu tay chơi cái trò bẩn thỉu à, đối với cả má Tư Quốc Thanh của chúng chị thấy rõ rồi má Tư Quốc Thanh cũng lên là không ngờ có cái chuyện này luôn thì à, những cái người trong cuộc họ còn không ngờ đến được thì sao mà chúng ta ngờ được của chúng chị đó những cái danh tiếng mà chú Vũ Linh đã để em lại cho cái người anh hai này Thật sự là nó quá lớn cả cuộc đời anh này luôn Nếu mà không gặp được chú Vũ Linh thì chưa chắc chị anh này đã gọi là có một cái cuộc sống nó đầy đủ Nó viên mãn như ngày hôm nay đâu có chú chị Đó Nhưng mà vì một cái lợi ích nào đó mà anh hai sẵn sàng quay sang đối xử tệ với gọi là người em gái của mình đó, chưa nghèo nữa mà đã đối xử tệ rồi đó thì của chú chị thấy rồi khi mà đụng đến chén cơm hay là đụng đến cái việc kinh doanh của người khác thì họ sẵn sàng vứt đi cái tình nghĩa anh em đó đó và cái trường hợp gia đình của chị Loan là một cái trường hợp mà chúng ta phải gọi là suy nghĩ đó phải chi mà chị Loan ngay ngày đầu chị Loan không buôn bán gì thì liệu là anh hai ảnh có thay đổi hay không đó khi mà những cái sản phẩm anh hai cùng với lại cô Hoa hậu hai người hợp tác buôn bán đó thì chị Loan cũng bán đó, nhưng mà bán cái giá gọi là cho bà con xài còn những người kia thì họ cứ lấy cái danh tiếng đó là người bảo vệ chị loan à, anh hai của chị loan người bảo vệ đứng ra bảo vệ cho hồng loan giúp đỡ hồng loan đó để họ bán cái giá trên núi trên trận đó bán giá trên đầu trên cổ trên đó. đó bắt mọi người mua đó đôi lúc thì có nhiều cô chú anh chị cũng không xài cái sản phẩm đó nhưng mà thấy họ đứng ra họ bảo vệ chị loan đó họ yêu thương chị loan chúng ta mới ủng hộ những sản phẩm của họ đó và ngày hôm nay khi mà người anh hai đã gọi là vứt đi cái tình nghĩa bấy lâu nay đó thì mình nghĩ là chị lon cũng nên gọi là quên đi cái câu chuyện người anh hai này và cũng không cần nhớ đến để làm gì đó một người anh hai ủng hộ thì nó cũng như thế và anh hai không ủng hộ thì cái cuộc sống của chị lon nó cũng như thế thôi bởi vì phía sau chị lon còn rất là nhiều người ủng hộ chị đó trong đó có nguyên một cả cộng đồng mạng ủng hộ chị và sẵn sàng để tẩy chay cái người anh hai này đó một cái người sống vô ơn vô nghĩa đó khi mà nghe theo lời một con bông hậu để gọi là lên à, có những cái âm mưu phía sau cho con thủy mập lên chửi à, lên chửi người em của mình và tấn công luôn những người bảo vệ chị loan đó là ma tư quốc thanh rõ ràng của chúng chị phải nói là người anh hai này nên chúng ta nên tẩy chay đi tôi nói thiệt trong cuộc sống này nếu mà chúng ta à, một người nghệ sĩ đó mà không nhận được cái sự yêu thương của cô chú anh chị thì chắc chắn cái sự nghiệp của họ sẽ tiêu tan thôi. Đó. Thì chắc chắn cái sự nghiệp của họ sẽ tiêu tan. Bởi vì nghệ sĩ sống nhờ cô chú anh chị, nhờ khán giả ủng hộ, họ mới có những cái danh thu từ những cái việc đi hát của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta tẩy chay rồi, cái cuộc sống của họ sẽ không còn được như đó nữa. Để cho họ biết được đó cái sức mạnh của cộng đồng mạng và cái 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 cái, cái, cái sự việc mà mình sống dơ với em gái của mình nó ảnh hưởng như thế nào. Đó. thật sự là nếu mà chúng ta nhìn bề ngoài thì thấy người anh hai này rõ ràng là à, mặt thì sáng láng thì mình nghĩ cũng là người tốt đó nhưng mà càng ngày nó càng lòi ra những cái thứ mà chúng ta không thể nào ngờ đến được đó nào là những sự việc liên quan đến gọi là à, mi cái vụ mà tung ri âm đã ra thì rất là nhiều người muốn nói rồi nhưng mà lúc đó là tưởng đâu là anh hai này anh bị gài đó anh bị gài vô cái sự việc đó nên rất là nhiều người không có nói đó, nói ra sự việc nó tanh banh rồi bên kia nó cười cho. Đó thẩm tử nó cười rồi đạo diễn nó cười. Rồi mi số nó cười. Nên bà con cô chú anh chị cũng không muốn khui cái chuyện đó ra để làm gì. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì cái sự việc mà ném đá dấu tay này đã gọi là như giọt nước tràn ly rồi. Bắt buộc phải nói, chúng ta đau một lần rồi thôi cô chú anh chị, đau một lần rồi thôi là sẽ 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 giải quyết được cái vấn đề mà của người anh hai này. Thật sự là mình rất là buồn khi mà cái đoạn kết của cái drama này nó đi sai một cái hướng đi xa một cái hướng khác là của anh chị đó nhưng mà phía sau chị Loan bây giờ vẫn còn những người yêu thương những kênh YouTube bảo vệ chị Loan cũng như là cô chú anh chị ở đây đang xem được cái video này cũng là những người ủng hộ chị Loan như của anh chị ủng hộ chị Loan đó là những người đang ở đây đó ủng hộ chị Loan bằng một cách không có vụ lợi cho bản thân mình giống như người anh hai người anh hai ủng hộ chị loan thì chị loan cũng đã giúp anh hai gọi là quảng cáo tên tuổi của mình những cái chỗ mà anh hai kinh doanh đó cái điều đó là anh hai dù bây giờ anh hai chạy quảng cáo bao nhiêu tiền cũng không đạt được một cái gọi là quảng cáo nó chất lượng từ người em gái của mình thì tôi nghĩ là có qua có lại chứ chẳng cái gì mà vô ơn đây cả đó đừng có dùng hai cái từ vô ơn để gắn ghép vào cho chị loan nghe cô chính chị đó còn những người cộng đồng mạng yêu thương chị lon ở đây mới là thật sự những người yêu thương còn người anh hai đó chỉ là lợi dụng cái hình ảnh của em gái mình để quảng cáo cho cái sản phẩm của mình để quảng cáo cho cái địa điểm kinh doanh của mình đó để bia cái bản thân của mình lên chứ chẳng có cái mục đích gì giúp thật sự cả đó nếu mà một người anh thật sự mà giúp đỡ chị lon khi mà thấy em nó khó khăn thì sẵn sàng sang sẻ của chính chị thấy người em nó bị tấn công thì cũng phải lên nói dài ba câu đó cũng mong như thế nhưng mà ở đây dường như là ảnh vô tâm trong vấn đề này bởi vì ảnh mong muốn nhìn thấy vấn đề này của chúng chị đó nhưng mà à, chị loan vẫn yên tâm à, cái à, ngày ra tòa thì chị cũng không ra một mình đâu đó ở đây còn cộng đồng mạng yêu thương còn những người biết chuyện đó chứ không có những cái người mà lợi dụng chị giống như anh hai của chị đâu đó thật là hổ thẹn cho anh hai thì tôi nghĩ là trong thời gian tới cái danh tiếng của anh hai này thì chắc cũng sớm muộn gì cũng tàn thôi đó với một người sống gọi là dơ như thế mình là một nghệ sĩ bây giờ mình cũng có tên tuổi rồi đó ai cũng biết anh là con nuôi của chú vũ linh anh là một tay chú vũ linh đào tạo lên rồi anh sống anh nhờ vào cái danh tiếng đó của chú vũ linh đó mà anh lại đối xử với con chú vũ linh như thế thì liệu những khán giả dễ gọi là dễ tha thứ nhất họ cũng không tha thứ được cho anh anh nếu tính ra anh mới chính là thằng vô ơn chứ tôi nghĩ chị loan chưa có làm gì sai với ảnh cả đó chị loan chưa có lên nói gì về ảnh sai một cái chỗ nào cả của chúng chị đó nhưng mà chính ảnh là người vô ơn đó ăn cái chén cơm của chú chú linh còn dính trên môi kìa mà lại đi đối xử với con của chú như thế thì thật sự là cạn lời với những cái lời nói dành cho anh hai này của chúng chị thật sự luôn nói chung là bữa nay sức khỏe không tốt mọi người ơi nói chuyện hơi khó nghe nha nhưng mà đây là những gì em muốn chia sẻ đến mọi người ha rồi mọi người nhớ đăng ký kênh chia sẻ video giúp em nha cả nhà còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại